Nhưng rất tiếc, bốn cô nương không biết uống rượu. Hello everyone. How you doing today? Không biết uống rượu rồi phạt gì cô khu gấu? Hả? Vô trễ là làm everything rồi. I wake up at actually you know I wake up at 7:30. Brush my teeth, wash my face, get dressed. Yeah, 7:30. Có cái ai đặt câu hỏi cho chị My quên rồi. Pretty Britley chứ. Britley, let me check if she in room. Oh, there's no short room. Yeah, pretty. I mean, Britney Santo có trong room không? Are you there? Các chị nghe tiếng mình nói phải không? Phải không? Can you hear me? Loudly? Clearly? Sexily? Nhỏ hả? Thế nào cũng có người nói tiếng mình nói nhỏ. Let's see. Đúng rồi, nhỏ, đúng rồi. Bây giờ lớn dữ rồi nè, phải không? Bây giờ lớn dữ rồi nè, phải không? Phải không? Hello, người đẹp, tell me. Vẫn chưa bự hả? Thiệt hả? Let me double check then. Audio setup. Thôi đi, bây giờ lớn gì? Giờ nghe lớn không? Giờ nghe lớn không? Can you hear me loudly now? Yeah, nghe cũng vậy hả? Yeah, đủ nghe rồi. Okay. Britney Sandal. Britney Sandal, are you there? Britney có đó không? Đóng cái PM của he của her rồi. Okay, let's start. Yeah, I'm sorry I'm late. Biết sao late không? Đang đánh cờ tướng á, hiểu không? Đang đánh cờ tướng phải lấy ông tướng lại. Thiệt mà. Tí mi đánh cờ tướng giỏi lắm đó các anh chị. Tí mi biết đánh cờ tướng lúc 4 4 tuổi, 5 tuổi ở với ông ngoại á. Gì kiểu như sợ chó gần chết luôn á, sợ chó gần chết lắm thiệt á, sợ nó. Chỉ hả? Không nên đánh cờ tướng ở trong trong nếp. Không, không dám nuôi chó đâu, sợ nó gần chết rồi đó mà nuôi nó, sợ. Không biết sao tưởng như sợ chó thì thôi á.
gặp con chó là trái tim nó đập mạnh liền á. Không sợ mèo, sợ chuột, nhưng mà bên Mỹ ít khi nào thấy chuột lắm á, không có thấy, không bao giờ thấy chuột hết trơn á, không bao giờ. Sợ chuột, nếu mà thấy nó thì sợ nó ghê thì thôi, con chuột thấy ghê quá. Chó nó không thấy ghê nhưng mà sợ nó, còn con chuột ghê quá. Thấy mà cảm ơn Tom Cruise. Ok, now let's start. Hôm nay mình học tiếp cái bài động từ nha các anh chị. And có một người I got an offline message. Okay, ask me something but but Ellie closed her PM window. Her window PM rồi. Quên cái câu đó là câu gì rồi. She asked me. Để coi cái câu gì. Coi có hôm qua không. Okay, let me open my text first to see what we're going to do today. Let's see the verbs. Right. Hôm qua đã có cái câu. Yeah, we continue with the let's see. Let me find out the sentence that she asked me. Where is it? Okay, I couldn't find it. It's okay. Okay, hôm qua mình học cái phần thứ hai phải không Kim chị? Yeah, we move on the next part which is linking verb, right? Hôm qua mình học cái phần thứ hai là link, cái loại động từ thứ hai phải không? Là linking verb. Okay, let me PM her first, and if she in here. She in room, she will answer me. Where is she? Brittany, let me short this short room list. Okay, Brittany Santo, she right here. Okay, yeah, me. Okay, yes, hôm qua mình học cái phần thứ hai của bài động từ là của các loại động từ là linking, phải không? Linking verb. If it's not an action, then it will be a linking. It must be a linking. Okay, Brittany, could you bring up for me the sentence you asked for, okay? You asked me for. Những cái động từ nào mà nó không có action thì có nghĩa là nó là linking. Action verb có nghĩa là những động từ mà mình thấy được, mình nghe được, mình sờ được. Okay. Mình thấy nó nhúc nhích, đó là action. Còn những động từ nào mà nó không có nhúc nhích thì đó là linking. Dễ hiểu nó như vậy, okay. Rất là dễ hiểu. Đây là những cái linking verb. Và những cái scent verb nó cũng là linking verb. Thí dụ như động từ to taste, to smell, to feel, I mean to feel and sound and look. Cái gì vậy?
Chỉ mình ôm lại sơ sơ hôm qua mình học cái về cái phần này nha. We will go over quickly what we learned yesterday then. Okay. What else we learned yesterday? Yes, and that's it. Okay, tiếp tục nha. Some verbs be both linking and action. Like smell, đọc từ to smell. Các anh chị coi câu này nha. Move this one right here. Ra đi để chúng mình trả lời luôn, không ra đi để chúng mình trả lời luôn cho rồi khỏi mất công hô cái giữ cái question right here. Giữ cái question right here. You need to close the window. You need to close the window. Chị nhìn hai câu này nha. This one, nhìn hai câu này nha. And this one, this one, and this one. The dog smelled bad. The dog smelled bad. Badly. And the dog smelled badly. Một cái bad là adjective. Một cái bad là adjective. Is and the, badly is the adverb, right? Adverb, right? Cái câu hỏi okay, của cái là câu nhìn, hỏi của mình nhớ như như là vậy, to close. Mình nhớ như vậy, to close. Yeah, đúng rồi. Yeah, đúng rồi. I kept the door I close the door chứ phải không? Câu gì quên mất tiêu rồi. The door is kept closed. Dạ đúng rồi. Phải không? The door is kept closed right to is kept close to gì đó. Tức cái mình quá đi. Wait. Yeah, that right here. Okay, let me bring up cái câu này nha các anh chị. Các anh chị đợi tí xíu. Câu này. The question is why we have two phrase verb in here? Keep close to keep out intruder. Câu hỏi là tại sao mình có hai cái phrase verb ở đây? Phải không? Keep close and to keep, right? Câu này dịch là cái cửa trước á, thì luôn luôn được đóng để tránh người ta đột nhập đó, đột nhập vô nhà đó. Okay. Cái câu hỏi tại sao mình có hai cái phrase verb ở đây, cái verb phrase ở đây, keep close and to keep. Okay, cái to keep ở đây, to keep out intruder. Nó là một cái, mình gọi nó là một cái adverb phrase.
Okay, to keep ở đây không phải là động từ mà nó sẽ là verbal, nó sẽ là động từ giả và nó ở trên ở trong cái thể mà infinitive, nghĩa là động từ có to. Nếu mà đứng riêng rẽ ngoài nó là động từ, nhưng mà đứng trong câu nó không phải là động từ, nó ở cái dạng mà verbal là động từ giả và nó đứng ở trong câu nó sẽ làm trạng từ. Cái infinitive, verbal infinitive nó có ba cái vị trí, ba cái vai trò chứ. Vai trò thứ nhất thì nó sẽ là danh từ, vai trò thứ hai thì nó sẽ là tính từ, và cái vai trò thứ ba thì nó sẽ là trạng từ. Thì nếu mà nó là danh từ thì nó đứng trong câu nó sẽ làm danh từ. Để khi mà mình học tới cái bài verbal thì mình nói rõ hơn. Và cái vai trò thứ hai là tính từ thì nó đứng trong câu nó sẽ làm tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ. Và cái vai trò thứ ba là trạng từ thì nó đứng trong câu nó sẽ là trạng từ để bổ nghĩa cho động từ hay là tính từ hay là một cái trạng từ khác. Trong trường keep close là tại sao phải keep close? Tại vì to keep out intruder, cái cửa nó được đóng. Tại sao nó được đóng? Tại vì để tránh những cái người ở ngoài xâm nhập vô. Thôi Tiến đi hiểu chỗ này rồi phải không? So to keep close, to keep out ở đây nó không phải là động từ. Thành ra mình không thể nói là mình có hai cái phrase verb được, mà mình phải nói nó là verbal và nó đóng vai trò làm trạng từ ở trong câu bổ nghĩa cho cái động từ to close. Thí dụ như câu này, okay. Let's see this one right here. Khi mà mình học tới cái bài verbal thì các anh chị sẽ thấy rõ hơn. Thí dụ như câu này. Keep close. Keep close là một cái, đó là một cái, nhưng mà câu hỏi của nó là cái thì mà bị động, nhưng mà nó là một ok, giống như mình nói là keep talking. Okay, keep talking. Để cho thí dụ cái này trước. We are looking to buy a car. So to buy ở đây nó không phải là động từ, okay? Nó sẽ là trạng từ, nó là verbal. Đứng trong câu nó không phải là động từ mà nó là verbal, là động từ giả. Nó đóng vai trò làm trạng từ bổ nghĩa cho cái động từ to look, okay? Còn cái keep close, đây là một cái idiom, một cái keep talking. Okay. Keep saying hay là keep close. Trong trường hợp này, I mean sorry. Có chữ D nha. Keep closing. Trong trường hợp này nó đề là keep, okay. Tại vì nó là động từ nó ở cái thì mà past self. So is, right? Is kept closed. Nó cũng đồng nghĩa. Cô ta, she is kept talking. I mean she keeping talking. Hay là she kept saying. Kept closed. Đây là một cái, giống như là một cái idiom rồi. Nghĩa là cứ tiếp tục nói, cứ tiếp tục nói something, tiếp tục đóng. Okay. Keep ở đây là giữ cho hay là close đó là động từ chánh. Okay. Close đó là động từ chánh. Cái keep đây nó là actually nó thật sự nó là cái gì helping verb. Nó là auxiliary verb.
tại vì nó thêm vô để làm cho rõ hơn thôi. Chứ close nó là động từ chánh. Giống như là I do my I do wash the dishes. So cái do ở đây đó giống như cái keep vậy đó, nó mình thêm nó vô để làm cho rõ thêm thôi. Ví dụ mình cứ nói là I'm talking cũng được, là I'm keeping talking cũng được. Các anh chị hiểu phải không? Cái keep ở đây không phải là động từ, nó là nguyên một cái phrase verb, giống như là một cái idiom rồi. Keep doing something có nghĩa là mình vẫn tiếp tục mình làm cái chuyện gì đó. Okay, tiếp tục mình làm cái chuyện gì đó. She keep listening to me. Cái như vậy. Thường thường sao chị I keep on nghĩa là tiếp tục làm cái gì đó. Sao chị keep thường thường nó nếu là nó là động từ thì phải ở cái thì mà ở cái thì gì? Ở cái thì gerund á. I mean present participle á. Chứ không phải gerund, nghĩa là động từ có ing. Và nó là nguyên một cái phrase verb. Okay. Yeah, sao chữ keep thường thường động từ phải có ing. I keep talking. I keep seeing her. Okay, như vậy. I keep getting hamburger every day. Okay, như vậy. Okay, nó là một cái phrase verb. So keep ở đây là auxiliary verb hay là helping verb. Okay, thêm vô để nhấn mạnh để làm rõ thêm cho cái động từ đó. Khi mình nói I'm talking, tôi đang nói chuyện. I talk, tôi nói chuyện. I keep talking. She keep talking. She keeps talking. Cô ta vẫn còn nói hoài. Thế như vậy. Okay, she keep talking. Cô ta vẫn còn nói hoài. Even I don't want to hear it. But she keep talking. Hay là she keep lying. Okay. She keep lying. Cô ta vẫn còn tiếp tục nói láo hoài. Thế như vậy. Okay, Tiffany hiểu rồi chứ gì? Right? Tại sao có hai cái động từ keep and close ở đây? Có nghĩa là cái kia nó là trợ động từ chứ không phải nó là động từ chánh. Ok rồi, vậy là đóng cái bài verbal lại nha. Bây giờ trở lại bài. You're very welcome. Let me delete this one. Bây giờ trở lại bài học nha các anh chị. What the difference between these two sentences? This one and this one. Okay, bad. Bad ở đây là adjective and badly ở đây là adverb. Okay, the dog smell bad. Khi mà adjective đi với cái động từ thì cái đó là linking nha các anh chị. And badly là adverb đi với động từ thì động từ đó sẽ là action. Anh chị nhớ điều này nha. I am I am good, ví dụ gì đi. Okay. Thì cái good ở đây nó sẽ là adjective. Các anh chị đồng ý không nè? Đồng ý không nè? Mình đâu có nói là I'm well đâu, phải không? Mình đâu có nói là I'm well đâu mà mình nói I'm good. Right? Thành ra cái good ở đây nó sẽ là adjective. Và khi mà adjective thì gì? Thì thấy rõ ràng nó đi theo cái linking verb. Right? Là am. See? Thì bây giờ từ đây mình cắt nghĩa ở trên bad ở trên.
nó sẽ là adjective và nó sẽ đi với cái linking là smell. Thì khi mà nói smell đó thì cái động từ nó đứng yên, nó không có nhúc nhích, phải không? Linking thì động từ không có nhúc nhích, có nghĩa là cái chủ từ nó không có làm được cái hành động đó. Nên nên động từ nó không có nhúc nhích. Ở đây đó, cái con chó đó đúng làm cái sự smell này, nó không có đưa cái lỗ mũi này, nó smell. Tại vì ở đây nó là linking. Ở đây có nghĩa là người khác ngửi nó thấy nó hôi. Hey. Thành ra cái động từ to smell, the dog smell bad ở đây là người khác ngửi nó, chứ không phải là tự nó ngửi nó thấy nó hôi. Anh chị hiểu câu số 1 kiểu như các nghĩa vậy rồi phải không? Phải không nè? Hiểu câu số 1. Tại sao cái smell ở đây nó sẽ là linking? Ok. Rồi, cảm ơn. Anh chị khác hiểu rồi phải không? Rồi, bây giờ các nghĩa câu số 2. The dog smelled badly. Thì rõ ràng badly đây nó là trạng từ, nó bổ nghĩa cho cái động từ ở phía trước. Và khi mà cái trạng từ mà nó bổ nghĩa cho cái động từ đó, thì cái động từ đó nó phải là action. Các anh chị nhớ nha, trạng từ lúc nào cũng bổ nghĩa cho một cái động từ, một cái action verb. It's modified to a action verb like this. I sing well. So well đây nó sẽ là adverb. Đồng ý không nào? Nó bổ nghĩa cho cái động từ to sing ở phía trước. So động từ to sing này nó phải là action. Khi mà Tiểu My nói Tiểu My hát, các anh chị có thấy Tiểu My nhúc nhích cái miệng không? Thấy phải không? Không có chơi online hay là không có chơi qua phone nha. Chơi thực tế nha. Thì khi mà Tiểu My nói Tiểu My sing thì các anh chị thấy rõ ràng Tiểu My đang cầm cái microphone, miệng nhúc nhích đồ hát sùm trời đất hết. Thành ra cái động từ to sing đây nó sẽ là action, rõ ràng mình thấy nó. Thành ra so chữ well đây bắt buộc nó phải là adverb. Tại vì adverb lúc nào nó cũng modified to an action verb. Thì từ đây mình cắt nghĩa lên trên. Okay, the second one. The dog smelled badly. Rõ ràng badly đây là trạng từ, nó sẽ bổ nghĩa cho một cái action verb là to smell. Thấy không? Thành ra smell đây nó sẽ action, nó sẽ move. Thì khi mà cái động từ mà nó move thì cái chủ từ nó làm cái hành động đó, nên nó mới move, cái hành động đó nó mới mình mới thấy được. Thành ra ở đây rõ ràng mình thấy cái con chó đó, nó đưa cái lỗ mũi nó hửi. Okay? Nó hửi. Và cái sự hửi của nó không có good. Các anh chị hiểu chỗ này không? Maybe the dog smell is badly. Smell something badly. Hay là something is wrong with the dog's sense of smell. Okay. Yeah, con chó, cái ngửi, cái sự ngửi của con chó nó kém đi. Right. Nghĩa là something, something is wrong with the dog's sense of smell. Mỗi lần á thì thí dụ nó đánh hơi được người ta, hôm nay nó không có đánh hơi được ai hết trơn, người ta vô tới nhà rồi nó cũng không có sủa, khá như vậy. Các anh chị hiểu rồi chứ gì? Nghĩa là the dog smells badly today. Nó không có đánh hơi được người ta. Thì rõ ràng ở đây cái động từ nó là action. Và khi mà nó là action thì nó không phải là linking. Thành ra hai cái câu the dog smell bad là linking and the dog smell badly là action. Ok, mình dịch cái câu này dịch như vậy là đúng nhất nè. Hôm nay cái con chó cái gì người ta vô nhà nó không đánh hơi đó, nó không có đánh hơi được. Được good. Thấy. Ví dụ như câu khác nha, cho câu khác.
Hai câu này các anh chị sẽ thấy rõ hơn. We taste the fine wines. Trong khi đó the wine tastes fine. Thì we taste, thì rõ ràng cái chủ từ làm được cái hành động là we. We là người ta, mình có cái lỗ mũi mình hửi được, phải không? Thành ra cái câu đầu động từ to taste ở đây nó sẽ là action. Tại rõ ràng mình thấy mình đưa cái lỗ mũi mình hửi cái rượu đại khái. Taste là ném chứ hả? Taste là ném. Mình ném cái rượu mình thấy nó ngon, ngon, right? We taste the fine wines. Trong khi đó cái ở phía sau, cái wine ở đây đó là rượu, nó đâu có lỗ mũi đâu mà nó I mean nó đâu có cái lưỡi đâu mà nó ném được, đúng không? Đâu có lỗ mũi đâu mà nó ném, đâu có lưỡi đâu mà nó ném. Thành ra cái động từ to taste ở in the second one, it's not the action. Nó sẽ là linking. Tại vì cái chủ từ nó không làm được cái hành động, nó không làm chủ được cái động từ. Cái này mình phải nói là người ta ngửi, người ta ném rượu, người ta thấy ngon. Cái câu thứ hai là người ta ném, chứ không phải là cái rượu nó tự ném, nó thấy ngon. Thế các anh chị hiểu rồi chứ gì? Một cái là linking and một cái là action. Khi nào mình thấy được thì nó sẽ là action, khi nào mình không thấy được thì nó sẽ là linking, hay là không thể làm được thì nó sẽ là linking. Does make sense to you? Các anh chị hiểu không? Hiểu, hiểu rồi phải không? Answer me please. Okay, thank you. Rồi. Okay, this is a good Yeah, this is a long definition, but it's okay, I will explain it. Ghét quá. Đè cái cổ con chuột, đè cái đầu con chuột thiệt là mạnh nó mới read. How do you tell when there are action verbs and when they are linking? A quick way to tell whether a verb is functioning as a linking verb is to see whether you can replace it with a form of the verb to be and still have reasonable sentence. You have a linking verb on your hand. Có nghĩa là gì? Làm cách nào để mình nói nó đó là action hay là đó là linking? Cái cách nhanh nhất để nói một cái động từ nó đóng vai trò làm linking thì mình sẽ xem coi mình có thể mình thay thế cái động từ đó bằng động từ to be được hay không. Và khi mà mình thay thế mà nó cũng vẫn còn nó mình vẫn còn hiểu. Ok, reasonable sentence nghĩa là cái câu nó make sense, cái câu đó mình vẫn hiểu, thì đó là linking verb. Động từ đó là linking verb. Có nghĩa là bất cứ cái động từ nào không phải là động từ to be mà mình thay thế vô bằng động từ to be, thay thế nó vô bằng động từ to be mà mình vẫn hiểu như thường, cái câu nó vẫn rõ nghĩa, thì động từ ngay chỗ đó sẽ là linking. Okay. Cho thí dụ hai câu hồi nãy nha. The dog smelled bad. Mình thấy cái động từ to smell này bằng động từ to be được không các anh chị? Ý thì mình nói thế vô mà nó vẫn rõ nghĩa. Được không? Và thế vô nha. Right. So khi mà mình thấy vô thì cái câu nó vẫn rõ nghĩa như thường. Con chó thì hôi quá đi. Hey, con chó thì hôi quá đi. Đã khái gì vậy? Thành ra ở đây mình thấy vô nó vẫn rõ nghĩa thì đó, thì cái động từ to smell ở đây đó, smell ở đó đó là linking. Chị đồng ý không nào? Right. Câu này nha, câu này. Ok, bây giờ mình thấy vô bằng động từ to be. Ok, smell. Ok, we replay it.
by to be có cũng là was luôn, right? Cái câu này các anh chị thấy it's so funny, right? The dog was the man's boots. Con chó là con chó, còn đôi giày là đôi giày, đâu có thể con chó là đôi giày được. Phải không các anh chị? Right? Mình không thế vô động từ to be cho cái câu thứ hai được. Và nên nếu không thế vô được thì động từ ngay đó sẽ là action. I mean, yeah, sẽ là action chứ không phải là linking. Anh chị thấy rõ điều này không? Thành ra cái khi mà the dog smelled the man's boots, nó là action thì có nghĩa là con chó. Mình thấy rõ ràng cái động từ nó nhúc nhích, cái con chó nó đưa cái lỗ mũi nó hửi cái đôi giày của người đàn ông. Rõ ràng mình thấy cái động từ nó move, right? Okay, again, does make sense? Chị hiểu rồi phải không? Say yes đi please. Để mình qua cái khác. Ok, cảm ơn. Anh chị thấy không? Thành ra một động từ nó có thể nó là linking and nó có thể là action. Thành ra mình phải tưởng tượng. Ok. Học grammar với tiểu mi là phải tưởng tượng. Anh chị mà không tưởng tượng thì các anh chị không có thể làm bài được. Ok, now. Giờ tiếng đi, giờ tiếng đi cho các thí dụ các anh chị làm thử nha. Để coi coi các anh chị hiểu không nha. I'm going to give you a sentence and tell me what is that? What is the verb in the sentence? A linking verb? Yeah, nó có nhiều nghĩa, mình phải hiểu vậy. Hay là action verb. The monkey looked hungry. Nghĩa là linking hay action? Yeah, just bring the L. Okay, just bring the L cũng được. And action, A stand for action. Bring the A of it. It's the action. The monkey looked for food. Yeah, các anh chị thấy không? Một cái là linking, một cái là action. Con khỉ nó đâu có thể nhìn chính nó, nó đói bụng được. Cái động từ to look ở đây, cái động từ to look hungry ở trên nhé. Okay. Now next one. Yeah. Okay, the soup tastes good. Tastes good. Tastes good. Yeah, nó sẽ là linking, right? Linking. But I taste the soup. Đây mình sẽ đưa cái lưỡi mình nếm thử cái soup, right? Okay, next one. Okay, tiếp đi cho. Và cái thí dụ nó đi đôi, những cái động từ nó vừa là action, nó vừa là linking. He grew tired of walking. Yeah, đó là linking. And he grew into a tall man. Cái câu đầu có nghĩa là ông ta cảm thấy he getting that grew tired, có nghĩa là getting, okay? Ông ta càng cảm thấy càng ngày càng mệt đó, càng lúc càng mệt đó. Còn ở câu thứ hai đó là mình thấy rõ ràng ông ta hôm nay thấy nó chỉ có 5 feet, ngày mai thấy nó 5 feet 1, rồi ngày mốt thấy nó 5 feet 2, đại khái là như grew into a tall man. Nghĩa là mình thấy rõ ràng cái cậu này càng lúc càng thấy cao đó. Okay. Thành ra cái động từ grew ở đây là mình thấy rõ ràng. Hôm qua mới thấy cậu nhỏ xíu, bữa nay thấy cậu cao rồi. Cái gì vậy?
Okay, next one. Bây giờ mình qua cái loại bài tập khác. Okay. This one. The bugle sound loud. Nó sẽ là linking. Yes. How about this one? My friend are in the library. Yeah, nó sẽ là linking. Nhớ động từ to be lúc nào nó cũng là linking. The rehearsal is tomorrow. Linking. Okay, my father, I mean Helen's father. Helen's father was a pilot. Linking luôn. Thấy động từ to be nó sẽ là linking. How about this one? They were joyful hay là joyfully. We choose the right one and tell me is that the linking or the action? And which one? Đâu phải action đâu. Động từ to be mà. Động từ to be mà. Không. Động từ to be nó sẽ là, nó sẽ là linking phải không các anh chị? Phải không? Và linking thì mình phải đòi hỏi. Oh no no. Động, yeah, động từ to be nó là linking phải không? Thì mình phải đòi hỏi một cái adjective. Nhớ nha các anh chị, linking thì đòi hỏi một cái adjective. Let me pause this. Linking. Okay, let me. Phải nấu ăn rồi nhai rồi đốt luôn nữa. Action thì nó sẽ đòi hỏi một cái what they require, đòi hỏi một cái adverb, okay. If you don't know how, what, let's see the adverb hay là the adjective, just look into the dictionary then. Anh chị không biết chữ nào là adjective and chữ nào là adverb thì các anh chị phải tra từ điển, okay? There's no way I can help you with to notice that. Okay, next one. So động từ to be ở đây nó sẽ là were, là động từ to be, nó đòi hỏi một cái linking verb. Và linking thì nó sẽ đi theo với cái adjective. Thì adjective ở đây sẽ là joyful, not joyfully, right? Hi hi, nó là linking nha. Okay, next one. Just bring up your question. Okay, start. Okay, next one. Flower grow beautiful or beautifully in that climate. Những cái bông đó thì nó nở đẹp trong cái thời tiết đó, trong cái khí hậu đó.
Glow chứ, glow. Glow chứ. Những cái bông đó thì không phải nở đẹp mà nó là glow, nó là tỏa sáng phải không? Tỏa sáng phải không? I don't know if I misspell right there. Nhưng mà tỏa sáng hay nở cũng vậy đi. Okay. Beautiful Lily. Okay. Có bao giờ các anh chị thấy cái hoa nó nở không? Hả? Có. Tỏa sắc và tỏa sắc đẹp đẽ. Even even nó là tỏa nở đi. Yeah. Mặc dầu á mình không có thấy, nhưng mà nếu mà có những cái nhà khoa học hay là những cái nhà không biết gì, những người đó là gì, họ dùng kính hiển vi họ để ở trước cái bông đó, okay, để ở trước cái bông đó nguyên một đêm rồi họ chiếu lại đó, okay, họ dùng kính hiển vi với lại cái camera họ để trước cái bông nguyên một đêm họ chiếu lại, thì các anh chị sẽ thấy cái bông nó nở 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 từ từ nguyên một đêm nó nở ra thấy rõ ràng. Okay. Thành ra cái này nó sẽ là action. Và khi mà nó là action thì nó đòi hỏi một cái adverb. So adverb là beautifully. Let me copy and paste in my text first thing. Okay, next one. I feel bad, hay là badly, about his losing the election. Yeah, feel ở đây là linking, phải không các anh chị? Mình đâu có thấy được cái feeling của mình đâu. Đấy, mình đâu có thấy được đâu. Chỉ là một cái cảm giác thôi. Thành ra đây sẽ là bad, okay? Linking and bad. Okay. He seems nervous. Hay là nervously. Ông ta dường như hơi lo lắng, sợ hãi. Yeah, linking nervous, right? I think I smell rubber burning. Linking hay là action? Okay, this must be a linking. Thứ nhất là I think. Mình đâu có thấy cái thing đó. You don't see what thing is, right? Đâu có thấy cái thing đâu. Cái thứ hai là I smell rubber burning. Khi mà các anh chị nghĩ là các anh chị ngửi được cái mùi 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 cao su nó bị cháy, thì các anh chị có for sure chưa? Hay là các anh chị mới vừa tin thôi? Mới vừa tin thôi mà. Phải không? Làm sao sure được? Mới tin thôi mà. Phải không? Có thể như là mình mới vừa bước vô nhà, mình nghe được cái mùi cao su cháy nó đập vô lỗ mũi của mình. Phải không? Đồng ý không nè?
Đồng ý không nè? Nếu mà các anh chị đã đưa cái lỗ mũi hửi ngay cái chỗ đó rồi đó, thì các anh chị biết chắc chắn nó sẽ là rubber burning rồi, phải không? Còn cái này mình mới vừa đứng, mình mới vừa vô nhà và mình nghĩ liền, mình nghĩ là mình đã ngửi được cái mùi, mình ngửi cái mùi cao su đó rồi, phải không? Thành ra cái này nó chưa có, nó các anh chị chưa có thật sự là đưa cái lỗ mũi là smell, mà tự nhiên cái mùi nó đập vô cái lỗ mũi của các anh chị, nên các anh chị mới là tinh. Các anh chị hiểu chỗ này không? Các anh chị nghĩ là các anh chị ngửi cái mùi được cái mùi mùi cao mùi à, cao su nó cháy, chứ thật sự là chưa chắc là cái mùi cao su cháy, biết đâu cái mùi khác làm sao, các anh chị mới tin thôi. Nghĩa là các anh chị chưa có action. Mới vừa bước vô nhà các anh chị nghe cái mùi đó liền rồi. Tự động cái mùi đó nó đập vô lỗ mũi các anh chị, chứ không phải là các anh chị đưa cái lỗ mũi là các anh chị hửi nó. Ok, thành ra câu này nó sẽ là linking các anh chị chứ không phải là action. Cái động từ to smell đó nó có, nó vừa là linking là nó vừa là action. Thí dụ mình nói là I smell the meal, đại khái như vậy, hay là you smell something, cái đó mới là action, còn cái này dùng just think thôi. Ok, tùy theo các anh chị hiểu cái câu chuyện. Nhiều khi các anh chị hiểu theo cái vấn đề nó action cũng được, nhưng mà trong trường hợp này nó là linking. Ok, thế nè, cái câu này mới là action à, cái câu này mới là action à. Yeah, có thể nó không phải là cao su, nhưng mà cái mùi đó nó đập vô lỗ mũi anh. Cậu ta anyway. Thí dụ như là các anh chị vừa vô cái nhà, vợ mình nấu cơm khét, các anh chị có cần đưa cái lỗ mũi đặng hửi được cái mùi cơm khét không? Đâu cần đâu. Vừa vô tới nhà cái mùi nó là đập vô cái lỗ mũi của mình. Thành ra cái trường hợp đó nó sẽ là linking. Ok, trường hợp này mới là action à. Ok, Mother told us it wasn't polite to smell our food before eating. Mẹ tôi nói với chúng tôi là nó không có lịch sự khi mà mình đưa cái lỗ mũi mình hửi thức ăn trước khi mà ăn. Thì đây mới là action nè. À, nếu không đưa lỗ mũi hửi thức ăn sao mẹ mình nói như vậy, phải không? Thành ra đây mới là action à. Đấy. Ok, next one. Các anh chị đồng ý không nè? Các anh chị đồng ý không nè? Say yes please. And hurry. Sao không được? Sao không được? Họ chồng không đồng ý chỗ nào hả? You want come up to the mic and tell us your problem. Không đồng ý là chưa có vấn đề rồi nè. Thì hồi nãy chị mới nói rồi, câu trên các anh chị hiểu theo cái action của các anh chị cũng được, không sao hết. Ok, nhưng mà trong bài actually nghĩa là mình mới tin thôi. Ok, cái mùi nó bay vô lỗ mũi của mình ngay cái lúc mà mình bước vô nhà thì mình tin đó là cái mùi cao su cháy, mình mới tin thôi, tại cái mùi đó tự nhiên đập vô lỗ mũi của mình. Ok, chứ mình không có đi mình hửi rõ ràng, khi mà mình đi mình thấy rõ ràng cái cọng dây thun nó cháy thì mình không còn tin nữa, đồng ý không nào? Khi mà mình nghe cái mùi đó, ok, mình nghe cái mùi đó, mình nghe cái mùi khét khét rồi mình mới đi kiếm coi nó cái gì nó khét, right? You go look for it. Đồng ý không?
Khi mà mình bước vô nhà mình nghe cái mùi nó khét, okay, rồi mình mới đi kiếm coi nó cái gì nó khét, thì mình đi kiếm mình thấy ô cái sợi dây thun nó đang cháy hay là nó cháy nửa chừng, thì mình mới nói là oh, I smell the rubber burning. Thì lúc đó không còn tin nữa. Không còn tin nữa, đồng ý không Trần? Phải không? Nghĩa là lúc đó mình for sure rồi. Mình for sure rồi, đại mình thấy nó rồi. Okay, I smell. Lúc đó mình sẽ nói là I smell the rubber burning. Chứ lúc đó còn nói là ai tin gì nữa, phải không nào? Right. Thành ra mình for sure rồi thì đó là action. Còn mình chưa có for sure, tại vì cái mùi nó tự động nó đập vô lỗ mũi, thì đó là linking. Okay. I mean, that's the best I can explain it to you. Chưa chắc. Okay. Yeah, cái lỗ mũi đâu có cần thực hiện cái hành động đâu, không có cần. Có nhiều khi tự nhiên cái mùi nó bay vô cái lỗ mũi của mình đâu có cần đưa cái lỗ mũi mình hửi đâu mà thực hiện cái hành động. Trần hiểu chỗ này không? Có nhiều khi tự nhiên mình đứng yên một chỗ, tự nhiên cái mùi nó bay vô lỗ mũi của mình không có cần gì đưa cái lỗ mũi đâu, mình hít 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 hết trơn á. Trần cũng chưa hiểu. Trần cũng chưa hiểu. Đúng, có nhiều khi mình phải đưa cái lỗ mũi để thực hiện cái hành động ngửi, đúng. Nhưng có nhiều khi mình không có cần đưa cái lỗ mũi để thực hiện cái hành động, phải không Trần? Yes, okay. Thành ra khi mà mình không có cần đưa cái lỗ mũi mà cái mùi nó tự động nó bay vô lỗ mũi thì mình think. Tại mình chưa có thấy nó nên mình mới think. Okay. Nếu mà các anh chị Vicky thì Tiểu My không còn cái gì để cắt nghĩa hết trơn. Kiểu My cắt nghĩa là in general thôi, các anh chị phải hiểu như vậy. Chứ mà mình mà make a big deal thì mình sẽ không có hiểu được. Do có nhiều khi nó I don't know. Có nhiều cái sự việc nó so complicated to explain. Nhưng mà mình nên hiểu cái in general như vậy thôi. Okay. Yeah, thì that's what I told you. When you learn grammar with me, you have to have the imagination. Ví dụ như câu này, I see her. Cái này á có nghĩa là mình không có cần đưa cái con mắt để tìm kiếm cô ta, không có cần đưa cái con mắt để tìm kiếm cô ta. Tự nhiên mình đang đứng, cô ta xuất hiện ngay ngay trước mặt của mình, thì cái này mình sẽ nói I see her, thì cái này nó sẽ là linking, nó không có action. Trần hiểu chỗ này không? Action có nghĩa là tự động mình phải làm cái chuyện đó. Ok. Còn cái gì mà không mình không có tự động làm mà tự nhiên nó đập vô con mắt của mình, nó đập vô cái lỗ tai của mình, nó đập vô cái lỗ mũi của mình thì đó là linking. Ok. Yeah. Còn cái này đó là khác nữa. Ok, cái này là khác nữa. I see her. Nó bằng với I go to see her. Cái này là action. Okay. Khi mà mình nói là I see her có nghĩa là cô ta chưa có đứng trước mặt của mình. Okay, mà mình phải đi kiếm cô ta. I see her có nghĩa là I go to see her. Hay là đúng là cái câu này mình không có nên nói là I see her mà mình nói là I am seeing her. Khi mà mình nói, nếu mà mình muốn dùng cái động từ to see ở đây nó là action thì mình phải dùng cái progressive. I am seeing her. Okay, có nghĩa là tôi đang đi tìm gặp cô ta. Tôi đang đi bộ tới nhà cô ta, tôi đang lái xe tới nhà cô ta.
Okay, hệ thái như vậy. Thì cái động từ to see ở đây nó sẽ là action, còn cái động từ to see ở trên nó sẽ là linking. Cái thí dụ hay nhất là động từ to hear and động từ to listen. Hear với listen mình đều dịch là nghe, nhưng một cái nó là action và một cái nó là linking. I hear some voice. Some voice outside, right? Hay là I hear some people talking. Outside. I listen to the music. Ok, có nghĩa là mình đang ngồi trong nhà, mình không có cố tình đưa cái lỗ tai để nghe cái tiếng ở ngoài đường. Ok, mình tự nhiên mình đang ngồi trong nhà, tự nhiên người ta nói chuyện mình nghe. Ok, tự nhiên nó đập vô cái lỗ tai của mình. Trong khi đó I listen to the music, có nghĩa là mình muốn nghe nhạc thì bắt buộc là mình phải mở nhạc ra rồi mình lóng cái lỗ tai mình nghe. Cái này, cái listen này là mình làm cái hành động listen này. Mình mở nhạc rồi mình đưa cái lỗ, mình mặc dầu mình không có cố tình mình đưa cái lỗ tai, nhưng mà thật sự cái lỗ tai của mình nó mở ra để nó nghe. Thế thấy như vậy. Và tập trung nghe là mình cố tình mình làm cái chuyện listen này. Còn cái động từ to hear ở đây mình không có cố tình, mình không có cố tình lắng tai nghe, mà tự nhiên cái tiếng nó vô cái lỗ tai của mình. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? So động từ to hear ở trên nó sẽ là linking, còn động từ to listen nó sẽ là action. Okay. Ok, các anh chị đồng ý không nè? Hiểu hiểu không? Thành ra có nhiều cái động từ nó vừa là action and nó vừa là linking. Ok. Rồi đi tiếp nha. Đi tiếp. We stay friends for many years after she moved. Ở đây sẽ là linking hay là action các anh chị? Stay ở đây. Cái stay ở đây nó sẽ là action. Stay có nghĩa là gì? Nếu mà các anh chị ngồi một chỗ, các anh chị đâu có phải là stay đâu. Stay có nghĩa là các anh chị phải talk nè, phải go see its owner nè, phải không? Phải không? Đây nè, đại khái như vậy. Phải không nè? Các anh chị phải do something mới gọi là stay. Có nghĩa là chúng tôi làm bạn cho nhiều năm sau khi cô ta move. Phải không? Right? Nghĩa là các anh chị phải do something, các anh chị mới stay friend được. Chứ các anh chị ngồi một chỗ, mạnh ai nấy xót, nhà ai nấy ở, thì đâu có gọi là stay được. Right? Các anh chị phải gọi điện thoại, hay là các anh chị phải đi thăm người ta, thấy như vậy, hay là hẹn hò đi ăn uống, lại thấy như vậy. Right? Yeah, bạn ở đây, các anh chị phải hiểu làm thế nào để mình stay cái friends của mình. Right? Mình phải hiểu, mình phải do something, mình mới stay được friend, right? Chứ mà nhà ai nấy ở thì sao stay friend được? Ok, next one nha.
Cái này nó cứ kiếp. Let me see. Action. Go to scroll. Đúng rồi mà. Nó không có nói những cái trường hợp đặc biệt như vậy. I have become tired. Hay là tired. So become ở đây nó sẽ là linking, phải không? Nên nó sẽ đi với một cái adjective là tired. Right? Okay, now next one. The same thing. Okay, this one nha, this one. Sao nó không có tự scroll? Đây sẽ là linking nha, không phải là action nha các anh chị. Động từ became, become, became. Nó sẽ là linking. Trở nên một luật sư. Các anh chị có thấy cái sự trở nên không? Cái sự trở nên nó có move không? Hả? Cái lawyer chỉ là một cái danh xưng mà thôi, chứ cô ta vẫn là cô ta. Right? Chừng nào nó she became tiểu mi. Chừng nào nói she became tiểu mi đó, thì cái đó mới là action. Tự nhiên cô ta trở thành, biến trở thành tiểu mi, thì cái đó mới là action. Các anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Phải không nè? Bây giờ cô ta có trở thành bác sĩ, có trở thành luật sư thì cũng là cô ta mà thôi. Đồng ý không nè? She became Yes, các anh chị nhớ điều này nha. A lawyer. Okay. Nó khác với cái she became tiểu mi. She became tiểu mi có nghĩa là cô ta là ma nữ rồi. Right? Sao không hiểu? She became a lawyer cũng là she thôi. Cũng là tiểu mi thôi. Right? Cô ta không có làm được cái hành động gì, thay đổi gì hết trơn á. Cái lawyer chỉ là một cái danh xưng thôi, chứ không phải là người ta. Trong khi đó she became tiểu mi, rõ ràng cô ta biến thành tiểu mi. Tiffany là Tiffany, tự nhiên biến thành tiểu mi, thì cái đó mới là action. Okay. No, nhưng mà cái became ở đây, cái be, ok các anh chị pick gì? Mình không có hiểu, không có hiểu như vậy. Các anh chị nhiều khi các anh chị bị tẩu hỏa. Cái became a lawyer là chỉ là một cái danh xưng thôi, okay. Còn became tiểu mi thì rõ ràng biến người này ra người kia. Yeah, chứ không phải là người ta, chứ không, cô ta không biến thành người ta được. Bây giờ như vậy nè, cái hành động became á, she became a lawyer. Và chỉ là một cái danh xưng thôi. She became a doctor. She became whatever. Như vậy nó khác với she became tiểu mi. Cái she became tiểu mi rõ ràng đó, Tiffany thấy rõ ràng cô ta từ cái mặt tròn cô ta trở thành cái mặt rõ ràng được, name khác thôi. Okay. Cô ta chỉ có một cái tên khác thôi, chứ không phải là biến thành người khác.
Cái she became a lawyer, mình phải dịch là cô ta chỉ có một cái nhân xưng khác thôi. Okay, that's the best I can explain. Tiếng Anh không biết nó nghĩa là sao nữa bây giờ. Bây giờ qua câu khác nha, các anh chị nào khác biết các nghĩa chứ chúng mình không biết nó nghĩa là sao. Mình phải coi cái hành động đó nó có move được hay không. Cái hành động nó có tại chỗ đó, tại chỗ nó có move được hay không. I can feel the difference between good and con. Cái này là action hay là linking các anh chị? Sao biết cái nỉ nó khác với cái bông gòn, phải không? Mình phải đưa tay mình sờ nó, phải không? Can feel ở đây có nghĩa là mình phải đưa tay mình sờ mình mới feel được, right? Nếu các anh chị không có action thì các anh chị làm sao biết hai cái nó khác nhau, right? Yeah, các anh chị phải tưởng tượng mới được, tưởng tượng mới được. The water feels warm. Nước thì cảm thấy ấm. No. Cái nước nó đâu có cái lỗ mũi hay là nó đâu có cái tai để nó sờ đâu để nó mới biết là nó ấm. Phải không? Cái này đó mình phải dịch là mình cảm thấy nước nó ấm. Okay, người khác cảm thấy chứ không phải là nước. Okay. Anh chị phải coi cái động từ nó làm chủ được cái hành động đó hay không. So ở đây nước không thể nào feel được hết trơn và nó không làm chủ được cái hành động đó thì cái hành động đó không có move được với cái chủ từ đó. Bị lừa đâu, lừa nãy giờ cắt nghĩa muốn chết luôn á. Thành ra đây nó sẽ là linking, okay. Chán các anh chị quá đi. Chán thì thôi á. Đây là linking, okay. Phải phải coi cái chủ từ nó làm được cái hành động đó hay không. Và even feel cũng vậy nữa. Dầu cho cái chủ từ nó làm được cái hành động đó trong như trong câu này thì nó là action hay là linking. He feel happy hay là happily when he thinks of his new bicycle. Ở đây chủ từ nó làm được cái hành động, phải không? He feel. Nhưng mà cái hành động này mình đâu có thấy được đâu. Phải không? Mình đâu có thấy được đâu. Mình đâu có thấy cái động từ to feel ở đây đâu. Mình đâu có thấy được cái sự cảm thấy của cậu ta đâu. Cái he feel là he feel trong đầu chứ đâu có action được ở ngoài đâu, đâu có move được đâu. Cái động từ to feel này đâu đâu có move. Linking và linking thì sẽ đi với cái adjective và adjective nó sẽ là happy, not happily. Okay. Nhiều khi cái chủ từ nó làm cái hành động đó nhưng mà cái hành động đó nó không có move. Okay. Anh đang nói là linking anyway. Okay, next one. Be carefully with this one. She felt her way up to the stair in the dark. Action or linking? Yes, nó là action. Tại sao? Tại vì ở trong bóng tối không thấy đường.
Thì mình muốn lên lầu thì các anh chị phải làm sao? Các anh chị phải đưa tay ra phía trước phải không? Sờ sờ nữa. Phải không nè? Đấy, trong bóng tối không có đèn. Mình muốn lên lầu mình phải đưa tay ra, không thôi mình bị đụng vách tường hay là mình vấp ngã gì đó phải không? Mình phải mò mẫn á. Dạ. Các anh chị thấy được cái hành động mò mẫn của ai phải không? Thí dụ như vậy, right? Nghĩa là mình phải action. Okay? Mình phải action, mình phải do something to in the dark. Okay, feel feel her way up có nghĩa là to try and find by touching. Cố gắng và tìm bằng cách là mò mẫn, rờ mó gì đó, I don't know. Okay, so đây sẽ là action. Okay. Và nhiều khi đi quen rồi mình quen quen chứ mình cũng cũng make sure là phải đưa tay ra trước. He hopes to get a new bicycle for Christmas. Thinking or action? Yeah, nó là linking. Yeah, he làm chủ cái hành động hope. Nhưng mà hope mình đâu có thấy đâu. We can see it. Okay, cái hope đó nó không có move. Nó chỉ trong đầu cậu ta thôi. Cậu ta hy vọng là cậu ta có cái chiếc xe đạp mới cho món quà Giáng sinh. Thấy vậy. Những cái động từ to think, to hope, to feel thường thường nó là linking. Stephen thinks he will get an A on the test. Yeah, đây là linking to think, right? Thì to think là không có thấy được. Okay, next one. The boys may get lost in the woods. Get lost là gì các anh chị? Get lost là gì? Đi lạc, phải không? Đi lạc. Đi lạc. Rồi. Mất tích là disappear. So đi lạc ở đây nó là action hay là nó là linking các anh chị? Nó là action hay là nó là linking? Nó là action. Phải không? Mặc dù chữ may nhưng mà cái hành động nó là action. Okay. Chữ may hay chữ can gì đều được, đều là được hết trơn. Thay vì mình nói chữ may mình nói chữ can được không? Cũng được như thường phải không? Nhưng mà cái chánh nó là get lost. Okay. Các anh chị hiểu, mình phải coi cái động từ chánh chứ không, mình không có xét cái trợ động từ. Okay. No, 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 no. Không. Người khác nghĩ thì người đó phải nói là we think. Phải không? Người khác nghĩ thì người phải nói rõ ràng đó là we think. Okay. Còn cái này họ nói rõ ràng chứ họ đâu có tin đâu, phải không? The boy can get lost hay là the boy may get lost. Cái khi mà để vô we think á, hay là the people think á, thì lúc đó mình phải xét về cái động từ chánh là think. Right? Coi lại câu này nha.
seven things. So động từ chánh ở đây là things, phải không? Còn nếu bỏ chữ thing đi đó, thì ở đây nó sẽ là action. Phải không nha? Bỏ cái stuff and thing đi. Hồi nãy mình phải coi trong câu cái động từ chánh. Ok. So, những đứa trẻ có thể đi lạc hay là sẽ đi lạc, nó sẽ là action. Những đứa trẻ nó làm cái hành động đó mà, phải không? Đừng có xem cái trợ động từ may hay can hay là will in this case, in this sentence. Cái trong như câu này, cái như trong câu này. No, no, not this one. Đừng có coi cái trợ động từ, okay, phải coi cái động từ chánh là plant will grow quick hay là quickly. Yeah, nó là action. Đúng không? Thành ra mình không có nói chữ will, okay? Mình đừng có xem chữ will. Quickly nó là action, thành ra nó require an adverb quickly. Đây là câu này. John grew 2 inches last year. Mình thấy cái hành động này không? Nó là action hay là linking? Nó là action rõ ràng. Hồi năm rồi cậu ta nhiêu đây nè, năm nay mình thấy cậu ta nhiêu đây nè, thấy rõ ràng cậu ta dịch sao ta, cậu ta cao lên á. Cậu ta thay đổi đó, và cậu ta lớn nhanh, nó phát triển, và mình dịch chữ phát triển là hay đó, thay đổi cũng được. Hay là mình thấy cái thay đổi là mình thấy cái sự thay đổi mà. That farmer grows corn. Corn. Đây là action phải không? Ông nông, ông trại đó, ông trại chủ đó. Con là bắp, ông trại chủ thì trồng corn. Mình thấy cái sự trồng của ổng không? Thấy mà, ổng cào đất rồi ổng đổ xít xuống, cái vậy mình thấy rõ ràng mà. Ông nông dân, và ông nông dân thì trồng bắp, thấy rõ ràng cái sự trồng của ổng mà. Đấy. I hear someone calling. Seed á, seed là đổ, đổ hạt giống á. Okay, I hear someone calling my name. Đây là linking. Thấy không các anh chị đâu có tự có cố tình đưa cái lỗ tai rồi các anh chị mới nghe đâu, phải không? Tự nhiên mình đang đứng vậy đó, kênh của mình vô cái lỗ tai của mình. So đây là linking. Okay, I hear someone. Ok, cái này hay nè.
Very good. Bây giờ các anh chị nhận được khi nào là action. Có nghĩa là ông nội của tôi đó cố tình lắng lỗ tai nghe nhưng mà không có nghe được, không có nghe được rõ. Okay. Very good. Ở đây nó là action. Okay. Ở đây nó là action thì action phải đi với adverb. Okay, khi nào dùng to be, khi nào dùng to do? Like what? Give me an example. I am là to be. To be nó cũng có hai hai nó cũng có linking and nó cũng có action. No, let's see. Cái động từ to be đó nó vừa là linking and nó vừa là helping. Mình phải nói như vậy chứ không phải là action and linking. Cái động từ to be and động từ to do đó, nó vừa là linking and nó vừa là helping. I am a student. Đây là linking. I am doing my homework. Thì đây là helping. Student nó là linking, còn cái chữ em của doing nó sẽ là helping, hay là mình gọi là auxiliary verb, là trợ động từ. Okay. Bây giờ cái chữ do, I do my home work and I do clean my room. Thì I do my homework. Đó là action. Còn I do clean my room. Đó là helping. Tại vì nó để chỉ do vô để nhấn mạnh thôi. Để nhấn mạnh là mình đã dọn dẹp cái phòng của mình rồi. I do clean my room, mom. Giờ mẹ mình hỏi mình chứ, dọn phòng chưa? Dạ rồi. Nhưng mà bà cũng không nghe. Dọn phòng chưa? Con dọn phòng con chưa? Dạ rồi. Hai lần bà cũng không nghe. Bà hỏi lần thứ ba. Con dọn phòng con chưa? Yes, mom, I do clean my homework. Thành cái do ở đây nó chỉ là trợ động từ để nó giúp cho cái động từ chánh ở phía sau nhấn mạnh thêm thôi. Thành ra một cái là action and một cái là helping. Vậy đó là hai thí dụ khi nào dùng động từ to be and khi nào dùng động từ to do, nó khác nghĩa với nhau chỉ có vậy thôi. Ok, English beginner. Yeah, đã thấy như vậy. Cho tôi là đồ vật rồi Tiffany, bởi vậy người ta nói mà nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Ok, English beginner, beginner I think you misspell right there, double N nha. Ok, English beginner phải muốn như vậy không? Hả? Phải muốn như vậy không? Ok, rồi. Tiếp tục nha. What else? Tiếp tục cái bài tập. Yeah, cái câu này các anh chị làm good. Câu này có nghĩa là ông nội của tôi đó
Ổng cố tình ổng lắng tai nghe mọi người, mà cái sự nghe của ổng không có được ghê, không có còn còn rõ nữa. Thành ra đây nó sẽ là action, phải không? And well là adjective, well là adverb. Và khi cái adverb nó đi với cái action, cái adjective nó đi với cái linking. Giống như mình nói I'm good hay là I'm well các anh chị. I am good hay là I'm well. I am good hay là I am well. Yeah, I'm good, phải không? Tại good là adjective, nó đi với cái linking. Còn well là adverb, nó sẽ đi với cái action. Mà em ở đây là động từ to be, nó sẽ là linking. Cái câu này nha. The tall boy hình như ai cứ giật mic của chị mi hoài à. Lucky man, I learn English well. Hả? Em chỉ phải biết cách nghĩa nha. Tại sao đây là well mà không phải là ghế? You still hear me? Em good at là khác nữa. Okay. Yeah, to learn ở đây là action. Khi mình learn English có nghĩa là mình write, mình read, right? Mình write English, mình read English, mình speak English. Đó là you learning. Phải không? Nghĩa là mình có, mình phải làm cái hành động, mình phải viết, mình phải nói, mình phải đọc, mình phải nghe, đại khái như vậy. Đó là mình learn. Thành ra nói là action, nó move. Cái động từ to learn ở đây nó move. Right. Thành ra mình đòi hỏi một cái adverb là well. Okay. Còn I'm good at. I'm good at là mình giỏi về cái gì đó. Okay. Nó khác nữa. Okay, good at. Ví dụ mình nói I'm good at singing. Hay là I'm good at math. Nếu mà danh từ thì mình để danh từ, còn nếu mà động từ thì phải có ing. At singing, I'm good at talking, I'm good at spelling, I'm good at math. Okay, thấy như vậy. I'm good at telling telling the joke, được thấy như vậy, telling joke. Thành ra cái I'm good at ở đây nó sẽ là gì? Linking. Mình chỉ nói mình giỏi về cái gì đó thôi. Okay. Chứ mình chưa nói là mình làm cái đó giỏi, nó khác nữa. Right. Yeah, I'm good at eating. Tôi ăn giỏi. Yeah, động từ thì phải có ing, còn danh từ thì không cần. I'm good at painting. Yeah. Okay.
Yeah, so cái câu này nó sẽ là linking, okay? I'm sorry, câu này nè. Câu này nè. Không phải câu đó nha. The tall boy seems older than he really is. Thank you very much, Tiffany. Cái cậu cao đó đó thì dường như là lớn 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 tuổi hơn là cậu, lớn hơn là cậu ta. Mình nhìn thấy cái cậu đó lớn hơn, cái này dịch sao ta, cậu ta dường như lớn hơn, thật sự lớn hơn là anh chị cứ keep jumping up my my mic. Yeah, ai cứ giật mic của bổn cô nương hoài giờ không biết. Hôm nay mình yếu, nhớ hôm qua yếu, bữa nay cũng yếu, mỗi ngày mỗi yếu. Trời đất ơi. Hôm qua cũng yếu, bữa nay cũng yếu, ngày mai cũng yếu, ngày mốt bỏ của chạy lấy người luôn. Yeah, Teresa, you did. Okay. Now, next one. I can taste the pepper in the stove. Cái này là action hay là linking các anh chị? Yeah, dĩ nhiên nó là action rồi. Okay. Yeah, you did. Okay, next one, and this is the last one for this kind of assembly. I mean exercises. The salt tastes too sweet. It's sweetly. And sweet. It's sweetly. Mà nó để cook with the vegetable, okay, a lot of kind of vegetable like carrot, onion, pepper, thái gì vậy, potato, tomato. Là cái món stew đó, thịt bò nó nấu với mấy cái loại rau cải khác á. Okay. Cái đó là stew đó. Vào hầm với lại cà rốt nè, củ cải trắng nè, khoai tây nè, tomato nè, khá như vậy. Okay. Cái đó dễ mà. Tiểu My nấu cơm tháng, Tiểu My nấu gì là không được. Ngoại trừ mấy món nhậu thôi. Tiểu My không biết nấu món nhậu. Cái món gì Tiểu My nấu cũng được hết. Phở, mì, hủ tiếu, bún bò, bún riêu, bún mắm, canh chua, cá kho, thịt kho, sườn kho, gì tùm lum hết trơn đó, xào gì tùm lum hết. Nhưng mà không biết nấu món nhậu thôi. Tại sợ mấy cái con, giống như con lương, mấy người nhậu ăn mấy con ghê thì thôi á. Con lương, cũng chuột, gì rắn gì tùm lum hết trơn á. Ở bên này đó các anh chị, ở bên Mỹ này đó, đàn bà giỏi lắm đó. Họ biết nấu đủ thứ hết trơn á. Tại vì nhiều khi họ ở những cái thành phố không có người Việt, okay? Không có tiệm ăn Việt Nam.
thì họ phải tự nấu thôi. Mà bây giờ các anh chị đàn bà con gái không biết nấu ăn dễ ẹt thôi, muốn biết nấu dễ cứ vô net á, Google nó cách nấu bò kho nó ra mấy chục cái link cho mình học khi tự học hết cách nấu phở. Các chị chỉ cần đánh Google, các chị cần đánh như vậy cách cách nấu phở, nó ra cả chục cái link dạy cho các anh chị nấu. Nhưng mà cái bí quyết ở đây đó, nhiều người cũng nấu bao nhiêu ai cứ phá tiểu mi hoài nha. Ok, đó là bài tập cho về linking and action verb. Các anh chị hiểu rồi phải không? Nắm vững khi nào nó là linking and khi nào nó là action rồi phải không? Right? Say yes to me, please. Let's see. Yeah. Ai cứ dịp mai của chúng mình hoài. Ok, các anh chị nắm vững cái action and linking rồi right? Say yes to me, please. Nói lại bí quyết hả? Bí quyết gì? Ok, linking. Cái verb này đi. Linking là những cái động từ mà mình thấy được, mình nghe được, mình sờ được, mình hửi được, nó khá như vậy. Nghĩa là những cái động từ mà nó move, mình thấy nó di chuyển, nó move. Like động từ to go. I go. Anh chị thấy cái chân nó nhúc nhích. Right? I play, thấy cái tay nó nhúc nhích. I sing, thấy cái miệng nó nhúc nhích, phải không? Right? I listen, thấy
lỗ tai mà kêu nó không nhúc nhích, nhưng mà ở trong nó nhúc nhích. Đó là action, okay. I run, thấy cái chân nó chạy, nghĩ không nha, cái như vậy. Action, okay. Action mà action là do something. Khi do something mình thấy, mình see cái the action nó move, right? Rồi không phải là nó không move, mình không có thấy thì nó là linking, chỉ có vậy thôi. Ví dụ như động từ I feel, anh chỉ có thấy cái feel nó move không? Cảm thấy cái gì trong đầu mình đâu thấy được đâu. I think, right? I guess. See, mấy cái đó nó nằm trong đầu, không thấy được. Thế rồi hiểu khi nào là action, khi nào là linking rồi chứ gì, rất là dễ. Em một điều nữa, action require a, cái này quan trọng nha các anh chị, action require a what, a adverb, okay. And linking require a, I mean an adjective. Nhớ nha, cái này quan trọng nha các anh chị. I sing well. Okay. I sing well. So well đây là adverb. I am good. So good đây là adjective. So sing là action verb and am là động từ to be là linking. Hai cái điều này quan trọng. Đó. Action and linking nên nó khác nhau như vậy. Chị hiểu rồi phải không? Okay, yes, say yes. Okay. Rồi bây giờ mình qua cái loại động từ thứ ba. Tất cả mọi động từ nó sẽ nằm trong một trong ba loại này: linking, action and helping. Okay. Còn biết quý nó. Lên Google đi, muốn nấu món gì cũng được hết trơn á. Okay. Còn bí quyết hả? Thường thường mà các anh chị mà ăn ở ngoài nhiều á, ăn ở ngoài nhiều thì các anh chị có cái taste good. Có nghĩa là ăn ở ngoài các anh chị biết món nào ngon, món nào dở, phải không? Phở cái tiệm này nó nấu ngon, tiệm kia nấu dở. Đến chừng mình về mình nấu ăn, mình cũng sẽ, khi mà mình nếm á, mình biết là mình nấu ăn dở hay là ngon. Khi mình nếm đến chừng nào mà mình thấy ngon là được rồi. Tiệm mình nấu không có công thức, tiệm mình có cái taste để mình biết. Cái đó chỉ không được, không biết làm sao chỉ nữa. Oh no. Nó đi ra ngoài ăn nhiều là các anh chị sẽ có cái taste đó. Ok, tiếp tục nha. Cái loại động từ thứ ba mình gọi là helping verbs. Đây gọi là auxiliary verb. Mình dịch là trợ động từ. Help là trợ giúp. Verb là động từ trợ giúp cho một cái động từ khác. Thí dụ như động từ to can, okay. Có thể khi mình nói I chán quá đi, cứ giật mai hoài. Số động từ to can ở đây là trợ động từ, nó giúp cho một cái động từ khác, okay. Nó giúp cho một cái động từ khác, làm cho nó thêm rõ nghĩa thêm, okay. So cái can đây là trợ động từ.
So this is a definition, a verb that comes before the main verb and is used in forming the tense, the tenses, and the moods and voices of the of all the verbs. Helping verbs, sometimes called auxiliary verb, help out the main verb in the sentence. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái động từ mà nó đi trước một cái động từ chính và nó được dùng để lập một cái câu, một cái thì hay là một cái có nghĩa là một cái nói gì sao ta? Hay là nghĩa là cái động từ nó có ba yếu tố là tense, mood and voice, okay? Hay là những cái động từ khác. Thì cái trợ động từ này thỉnh thoảng được gọi là auxiliary và giúp thêm cho cái động từ chính ở trong câu. Cho thí dụ nãy chị đi cho rồi, I can go, so can đó là helping verb, hay là Sharon can ride her sister's bicycle. Cô Sharon có thể cởi chiếc xe đạp của chị cô ta. So the helping verb is can and the main verb is ride, nghĩa là trợ động từ can nó giúp cho cái động từ chính là ride. Các anh chị nghĩ nó tất cả can nè, will nè, must nè, would nè, could nè, anh chị nghĩ nó có bao nhiêu trợ động từ tất cả? Anh chị đã học rồi á, nhiều là bao nhiêu, khoảng bao nhiêu, khoảng bao nhiêu? We have 16, okay? 16. In English language, we have 16 auxiliary verbs, and the three primary auxiliary are be, do, and have. Mình có tất cả 16 cái trợ động từ và ba cái trợ động từ chính là be, do, and have. Và 13 cái trợ động từ kia là gì? Các anh chị đếm thử coi đủ 13 nha. Let me count first, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. That's right. The 13 modal auxiliary are can, could, there, may, might, must, need, ought to, shall, should, you to, will, and good. Đếm có phải 13 không? Và tất cả is make 16. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ học từng cái nha. Trước nhất là be, do and help. Động từ to be nãy chị Minh cho thí dụ rồi, nó vừa là linking mà nó cũng vừa là helping. Trước nhất là động từ to be. Be auxiliary verbs are always followed by either a verb ending in ing or past participle. Anh chị nhớ nha, nếu nó đứng một mình nó là linking, nhưng mà nếu nó là trợ động từ thì bắt buộc nó phải đi theo với một động từ khác theo cái định nghĩa, phải không các anh chị? Thành ra trong trường hợp này, và be, do, have là ba cái trợ động từ chính, và trong trường hợp này nó sẽ đi theo với cái một cái động từ có ing, hay là nó phải đi theo với một cái past participle ở trong trường hợp passive voice á. Ok, mình sẽ học sau. Cho thí dụ nha. Trường hợp thứ nhất nó phải đi theo với một cái động từ có ing. Ví dụ mình nói I am writing. I'm writing a letter. Thí dụ như vậy đi. Okay, thành ra nó động từ chính phải có ing. Right?
hoặc là nó phải đi theo với một cái past participle. Participle là gì? Là động từ chánh nó có ed hoặc là động từ ở ngôi thứ ba, I mean ở cái cột thứ ba của irregular verb. Nếu mà là regular verb thì phải có ed, còn nếu mà là irregular verb thì nó ở nằm ở cột thứ ba. Ví dụ như câu này, this is Zeus was decided. Các anh chị thấy không, động từ chánh phải có ed. Thành ra was ở đây là động từ to be, right? And that decided nó phải có ed, last week. No. I am phải là I am a writer. Và cái động từ to be của I am a writer ở đây nó không phải là trợ động từ. Trường hợp này nó không phải là trợ động từ. I very good Jennifer, you remember. I am a writer. Cái em ở đây không phải là trợ động từ mà nó là là main verb. Nó là linking chứ không phải là helping. So giờ các anh chị coi lại hai cái thí dụ ở trên. Be auxiliary verb are always followed by either a verb ending in ing, like I am writing ing, or a past participle, like this is Zeus was decided, có ed. Okay. Cái past participle nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó nằm ở regular verb, là động từ thường thì phải có ed, giống như là giống như câu này. Và trường thừa hợp thứ hai là động từ bất quy tắc thì phải nó nằm ở cột thứ ba. Okay. Ví dụ như câu này. And paid. Đây là động từ to pay, là động từ bất quy tắc. Bất quy tắc có nghĩa là irregular verb đó, có nghĩa là nó không có thêm ed như động từ thường. Okay, mà nó viết khác hẳn luôn. He is paid. So pay đây nó nằm ở cột thứ ba, phải không các anh chị, của động từ bất quy tắc. Right. Thành ra bây giờ nói lại, động từ to be mà làm trợ động từ thì phía sau động từ chánh phải có ing, like I'm writing, hay là nó là past participle, like decided, hay là paid. Ok rồi. Nói tóm lại, nếu mà trợ động từ to be mà nó không đi theo một động từ khác thì nó sẽ là linking, như là mình đã học so far. Khi cho nhập một vài cái ví dụ khác nha. Tất cả những động từ to be ở trong những câu này sẽ là helping, I'm learning, right? Có ing, động từ chánh, I'm sorry. Yes. Be mà thường thường không theo động từ khác thì nó sẽ là linking. That's right, Tiffany. The Thompson are arriving at 8 o'clock. So arriving, ing, right?
Hay là what was delivered this afternoon? Afternoon. So deliver ed. Động từ đi theo động từ chánh phải có ed hoặc là ing. Là câu khác nha. The children were beginning, ing, beginning, to fall asleep when the phone rang. Hay là câu này nha. I will be finished in about an hour. So finished, ed, right? Một là có ing, hai là ed, ba là cái cột thứ ba giống như động từ to go in this case. They have been là động từ to be, gone, go, went, gone ở cột thứ ba phải không? A long time. Okay. Đây là những cái thí dụ. So nếu mà nó là trợ động từ to be, bắt buộc phải đi theo với một cái động từ khác ở cái dạng ing hay là ed hay là the third column of the regular verb. Ok, đó là trợ động từ to be. Bây giờ trợ động từ to do. Trợ động từ to do nãy Timmy phân biệt cho các anh chị rồi phải không? À, giờ mình đi vô sau chi tiết chút xíu. So do and is accompanying forms does hay là did emphasize the action that the verb expresses and it stands before a main verb. Chữ do và những cái động từ đi theo nó, chữ do và những cái form của nó như là chữ does and chữ did cũng là cái dạng của động từ to do. Thì nó để nó nhấn mạnh cái hành động mà cái động từ ở trong câu nó diễn tả, okay? Và thường thường nó đứng trước một cái động từ chánh, tại vì nó là trợ động từ mà bắt buộc nó phải đi theo với một cái động từ chánh. Thí dụ như câu này, cho ba cái thí dụ luôn một lượt cho rồi. I do know the answer. Để nhấn mạnh tôi chắc chắn biết những cái câu trả lời đó, nhấn mạnh cái hành động của mình. I did mail my task form. Tôi đã chắc chắn gửi cái task form của tôi rồi. She does have a right to know. Cô ta bắt buộc phải có quyền biết chuyện đó, nghĩa là cô ta có quyền biết chuyện đó, để nhấn mạnh thêm thôi. She does have a right to know. Cô ta có quyền biết cái vấn đề đó. Đây là câu này. He does like spinach. He really does. Thay vì mình nói he really like, mình không có nói vậy nha. Mình nhấn mạnh là cái trợ động từ. Ví dụ như các anh chị nói câu này, I do my homework. Nói gì đi. I really do. Thế nhấn mạnh cái trợ động từ. Hay là các anh chị thường thấy cái câu mà interrogative, and when you do the short answer, you have to emphasize the auxiliary verb anyway, right? Like this one, do you come to her house? Do you come to her house? Yes, I do. Anh chị thấy không? Mình không có nói là yes I come, mà mình nhấn mạnh cái trợ động từ yes I do, right? So he does like spinach. He really does. Nhấn mạnh lại cái trợ động từ. I do my homework.
I do my homework. I really do. Nhấn mạnh cái trợ động từ nha các anh chị. Thường thường câu trả lời đó, đây là cái câu mà lặp lại affirmative đó, thì mình nhấn mạnh cái trợ động từ. Đây là cái câu này. Khi mà mình lại nhà người ta nói do come in, do come in, actually soften the command, có nghĩa là ra lệnh, nhưng mà ra lệnh một cái cách mà lịch sự, okay, nhẹ nhàng đó, chứ không phải là ra lệnh một cách nặng nề. Do come in please, đã khái như vậy, chứ không phải do come in, không phải là nạt nộ mà ra lệnh một cái cách, nghĩa là câu này là cái câu không. Hôm nay sao Tiểu My cứ bị giật mai hoài á, I don't know. Chắc phá Tiểu My mà phải không? Chơi Tiểu My phải không? Ok, như câu này. So các anh chị thấy rõ ràng những cái trợ động từ do, does, and did là để nhấn mạnh he never did understand his father. Cậu ta không có bao giờ mình hiểu ba cậu ta hết trơn. Nên đây là một câu không phải là bình thường. Nói một cách khùm len đó, nói một cách phàn nàn đó. She always does manage to hurt her mother's feeling. Cô ta luôn luôn lúc nào cũng cố tình làm cho mẹ cô ta buồn, cái gì vậy? Hurt her mother's feeling có nghĩa là làm đau lòng mẹ. Của ta nữa. Xong nó rồi. Đấy, cái gì vậy? Hay là câu này. Miguel didn't take the tools. Then who did take the tools? Cái Ridwell nó không có lấy cái tools, nó là cái tools là gì các anh chị? Những cái đồ mà để của đàn ông đó, ví dụ như kèm búa đồ này kia là khá như vậy đó. Then who did take the tool? Nhấn mạnh. And sometimes cái đỡ trở động từ nó cũng xuất hiện ở trong cái negative action. Có nghĩa là nó xuất hiện ở trong cái câu phủ định, và cái trong thường thường nó xuất hiện trong phủ định và trong câu hỏi. Ví dụ như trong trường hợp này. Oh my, I couldn't pause this. Let me read. Nó mất tiêu rồi. Let me close this one first. That right here. Do ask question. Do you care? And in negative action, he doesn't run very well. So the form of do goes in front of the subject and the main verb come after the subject. Thí dụ như câu này.
Did your grandma know Truman? So các anh chị thấy cái chỗ động từ did, do and does thường nó đi trước cái chủ từ grandmother, right? And the main verb no come after the subject grandmother in this case. Đó là cái định nghĩa, nó cắt nghĩa như vậy. Ok, đó là động từ trợ động từ to do. Bây giờ qua tới động từ to help. Động từ to help nó cũng vừa là linking and nó cũng vừa là action hoặc là link hay là helping. Cái động từ to help nó nằm ở ba thể luôn các anh chị. Nó vừa là linking, nó vừa là action and nó vừa là helping luôn. Cho thí dụ nha. Cho be carefully. I have money. Giờ mình nói action trước đi. I have lunch. Okay. Đây là action. I have money. Okay. Đây là linking. And I have had money. Đây là helping. So help in the first one là mình dịch là tôi ăn chưa. So nó là action because mình nói mình ăn thì mình thấy cái miệng đang nhai. Okay. Còn I have money, mình không có thấy cái hành động help ở đây, mình chỉ nói tôi có tiền. Okay. And help ở đây nó là main verb và nó là linking, tại mình không có thấy cái hành động help ở đây. Còn I have had money, nó sẽ là helping, tại vì nó giúp cho cái động từ chánh là had. Okay. Để nó làm rõ nghĩa thêm cái câu này, tại sao làm rõ nghĩa chỗ nào? Mình nói là tôi vừa có tiền, I have had money. Tôi vừa mới có tiền nè, đi nhậu không? Khá như vậy. I have had many. Let have something to drink. Okay, hay là let have a drink, là khá như vậy. So cái động từ to have này nằm ở ba loại luôn. Linking, action and helping. Bây giờ mình nói sâu vô cái helping nha. Chị thấy rõ rồi phải không? Thấy rõ rồi phải không? Have always been followed with the participle forms. Participle là gì? The form of the verb to have are used to create tenses. No, it's the present perfect or past perfect. Nghĩa là participle nó có hai loại, present and past. Present thường thường nó có ing, and past thường thường nó có ed cho cái động từ thường, và ở cột thứ ba cho động từ bất quy tắc. Ok, nó nói rõ về cái thì này nè. Này mình chưa học về thì, nhưng mà Tiểu My chỉ nói phớt qua, mention phớt qua cho các anh chị hiểu chút chút thôi. Ok. The perfect tenses indicate that something had happened in the past. The present perfect indicating that something happened and may be continuing to happen. And the past perfect indicating that something happened prior to something else happening. Có nghĩa là gì? Mình chưa học về thì, nhưng mà đây chỉ nói phớt qua thôi, tại mình nó relate to cái helping verb help. Okay. Cái perfect tense là cái thì nó diễn tả một cái hành động nó đã xảy ra. Okay. Và nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là present perfect đó, thì nó diễn tả một cái hành động đã và đang xảy ra. Something happened, đã xảy ra, và maybe continuing to happen, và đang xảy ra. Đó là present perfect. Còn past perfect
là nó diễn tả một cái hành động đã xảy ra, happened, right? Xảy ra trước một cái hành động khác đang xảy ra. Cho thí dụ nha. Actually, I don't want to mention this. This is Sue's, because it makes you confused when you haven't learned the tenses yet. Thật sự chúng mình không có muốn mention cái vấn đề này, tại vì chúng mình sợ các anh chị sẽ bị confused khi mà các anh chị chưa có nắm vững cái phần mà các thì á. So forget this one then. And I know your health, right? Okay, let's see. Cho thí dụ nha. I have finished my homework. Cái này là thì này gọi là present perfect. Có cái động trợ động từ to have and past participle with the ed. Thì cái này mình có thể mình dịch là tôi mới vừa xong cái bài homework của tôi. Các anh chị. Cái này gì cái chữ finish mình không có thể nói là tôi đã và đang xong cái bài homework của tôi, mà mình phải dịch là tôi mới vừa xong. Okay. Là cái câu này It's been raining all week. The basement has to be flooded by now. Trời thì nó mưa cả tuần lễ luôn. Trời thì nó đang mưa cả tuần lễ luôn. So ở đây it đây là it has been. Okay, it has been. And has to be. Ba cái thí dụ về động từ to have ở trên nó là rõ nhất. Mấy cái này sẽ làm cho các anh chị rắc rối. So bây giờ nói lại cái động từ to have, động từ to be and động từ to do thường thường nó phải đứng trước một cái danh một cái động từ chánh thì mình mới gọi nó là helping verb hay là auxiliary. Còn nếu mà nó đứng một mình thì có thể nó là action hoặc là nó là linking chứ không phải là helping. Cho thí dụ ba cái luôn nha. Trước nhất động từ to be nè. I am a student. Giờ tụi mình summary lại ba cái mainly, three mainly of helping verb be, do and help. Trước nhất là động từ to be nha. I am a student. Đây là linking. I am going to school. So em ở đây sẽ là helping. Be. Bây giờ qua động từ to do nha. I do my homework. And I do. I did. Do my
Homework. Dùng cái do luôn cho rồi đi. I do clean my room. So I do my homework, nó sẽ là action. Còn I do clean, I think I misspell right there. Miss Printing. Clean là N này nha các anh chị. I do clean my room. Nè. Helping. Hey. Rồi qua cái động từ to help. I have, động từ to help nó nằm trong ba thể luôn. I have money. Linking trước đi. I have dinner. Okay. Đây là action. I have many. Đây là linking. And I have had many. Động từ to help trong in the last one đó là helping. Okay. Đó là sáu cái thí dụ cho ba cái trợ động từ chánh là to be, to do and to help. Các anh chị thấy rõ rồi phải không? Hiểu phải không? Does it make sense to you? Say yes please. Or you can say no if you don't understand. Yeah, khi mà Tiểu My hỏi các anh chị nhớ say yes or no nha. Không thôi Tiểu My ngồi đây nói hoài á. Nói cho chết luôn á. Ok rồi. I think we have only 15 more minutes. I don't know if we have enough time to finish this. Bây giờ mình qua tới cái 13 cái trợ động từ phụ, ok. Đó là ba trợ động từ chánh. Bây giờ mình qua tới 13 cái trợ động từ phụ. Thấy không? Mình có 3 rồi, mình còn 13 cái. The 13 model auxiliary verb enable us to show various conditions, abilities, and obligation. Can, could, there, may, might, must, ought to, need, should, shall, will, would, could, and you too. And they must be followed. You follow, có ED nha. Must be followed by the base form of the verb without to. You need me sửa lại trong bài. Must be followed. Where is it? Yeah. It's right here. Phải không các anh chị? Miss cái infinitive form without to. You can thì phải là can go. Okay. I'm sorry. Can thì phải là can go. Chứ mình không có nói là can to go. Be form có nghĩa là động từ có chữ to. Nhưng mà trong trường hợp này mình bỏ chữ to đi. Hay là will thì phải là will go. Hay là they'll go. May go. Might go. Là khái như vậy. Không có to. Chị nhớ điều này nha. Shall go. Là cái định nghĩa nó nói như vậy. I can go to the movie now. Hay là I could reach the top. Hay là đó là can could. May and might cho thí dụ luôn nha. I may sleep late Saturday. Hay là I might sleep late Saturday. Hay là cái trên là may I be excused
Maybe excuse là gì các anh chị? Câu này nghĩa là gì các anh chị? Biết thấy người, thế nào có người cũng đang Google. Maybe excuse nghĩa là gì các anh chị? Answer me, please. Không phải. Nghĩa là xin lỗi tôi rời ở chỗ này được hay không? Xin lỗi tôi đi được hay không? May I leave this place, please? Hay là may I leave to use the restroom? Là cái gì vậy? Toilet. Okay. Nghĩa là may I leave to do something. Nghĩa là nó có nghĩa là may I leave. Right, may I leave. Để làm gì đó, rời đi để làm cái gì đó. May I leave now? Là may I be excused? Là cái gì? The student, you can raise your hand in the class and say, teacher, may I be excused? Nhiều mình muốn đi toilet phải biết không? Mình không có nói may I go to the toilet. Nó không có nice. Mic nữa hả? Mic để làm gì? Giật mic của chữ mi hả? Ok, have to. Have to đây cũng là auxiliary verb. Ok, I have to exercise. This is a strong need. Have to với lại must cũng được same thing nha các anh chị. Có người hỏi khi nào dùng must, khi nào dùng have to. Must với have to the same thing. Hay dùng must cũng được, have to cũng được. I must study more hay là I have to study more. Đều là strong need. Hay là ought to. Ought to. I ought to help that. Cái này là cái should. Nó đồng nghĩa với cái should, nhưng mà nói về mình có cái feeling of duty, nghĩa là mình cảm thấy là mình nên có cái bổn phận làm cái chuyện đó. Okay, ought to đây có nghĩa là should, cái feeling of duty. Shall đây, shall I stay longer? Khi mà mình nói cái câu này là mình intend to do that, nghĩa là mình thật sự mình muốn làm cái chuyện này, cái mục đích của mình thật sự muốn ở lại một chút xíu nữa, lâu hơn nữa là khá như vậy. Ok, còn chữ should này có nghĩa là she should retire. Cái nghĩa này có nghĩa là một cái lời
lời advice là gì các anh chị, lời khuyên á, advisability đó, nghĩa là một cái điều mình muốn khuyên nhủ cái người đó làm cái chuyện này vậy đó. Còn cái này đó không phải là khuyên mà là một cái expectation, nghĩa là một cái sự mong muốn. I should help catch that train, mình mong muốn là mình sẽ bắt được cái chuyến xe lửa đó. Okay. Cái should nhiều khi nó khác nghĩa như vậy. And will, giờ qua chữ will. I will visit my grandma soon. Cái này mình cố tình mình muốn đi thăm bà nội bà ngoại gì của mình đó. Nhưng mà cái này nó chưa có cái dự định trước. Okay, chị nói mới mới nói ra cái sự mong muốn của mình ngay lúc đó thôi. Okay, next one. Would they would return tonight? Họ sẽ trở lại tối nay. Đây là một cái sự mà cố tình họ sẽ làm cái chuyện này. Hay là with you and could you. Thường thường mình dùng chữ with you hay là chữ could you là hiện tại nha các anh chị, không phải là quá khứ nha. Okay. Mình nói về một cái sự mà một cách lịch sự đó, mình request một cách lịch sự đó, polite request. Mình nên mở miệng mình nói good you hay là could you. Chứ còn mình nói can you cũng được, nhưng mà nó không có dễ như là educate. Nó có dễ như là không phải nó có hộp mà I don't know, mà nó không có được lịch sự cho lắm. Ví dụ mình đi shopping. And we carry the heavy bag, both hands, and we couldn't open the door. So ask someone open the door for us. So we say, would you open the door for me? Là could you open the... Nhưng mà chữ good nhé, chữ could nhé. Thì mình nên dùng chữ good hơn là chữ could. Okay, would you help me? Nghĩ là cái người đó không phải bắt buộc mà chắc chắn sẽ làm chuyện đó cho mình. Tại dĩ nhiên là thấy mình khiêng hai cái bệt đồ ăn nặng ở trên tay, đâu có tay mở cửa đâu. Đấy. Thành ra dĩ nhiên cái người đó thấy như vậy bắt buộc người ta phải mở cửa rồi. Nhưng mà mình nên nói good you. Còn could you đó là cũng là một câu lịch sự, nhưng mà mình không có sure là người đó có thể mở cửa cho mình hay không. Nhưng mà đây là một cách request lịch sự, mình không có chắc là người đó có thể làm chuyện đó cho mình hay không. Nhiều khi trên tay họ cũng cầm một bịch đồ, họ có một tay thôi đã thấy như vậy. Okay. Chữ would you là thường thường là mình chắc là người đó sẽ làm, còn could you là mình cũng chưa chắc lắm. Nhưng mà đây là một cái câu 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 yêu cầu rất là lịch sự. Có
Ok, giận rồi. Không chơi với các anh chị nữa. Giật mai hoài thôi. Anyway, we ran out of time and I will continue next week, okay? Cái bài này nó cũng còn không có nhiều lắm nhưng mà it take time anyway. Ok, tới đây chấm dứt. Hôm nay nha các anh chị, gặp lại các anh chị tuần sau. Và tuần sau mình sẽ tiếp tục cho hết cái bài này. Không phải cái bài mà hết cái phần này, cái phần mà auxiliary verb, nghĩa là trợ động từ đó. Và mình sẽ làm bài tập tuần sau về cái phần ba loại động từ, okay? And what else? Yeah, we should dismiss class now and I'll see you next week, okay? On Monday and Tuesday at 8 p.m. Vietnam time, okay? Monday and Tuesday. Ok, chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon. Và chúc các anh chị khác mỗi ngày mỗi đêm bình an vui vẻ. And bye các anh chị, gửi mai lại cho các thầy cô nha. Cho thầy gà mờ, không biết thầy gà mờ vô chưa nữa. Yeah, he's here. Ok, cảm ơn các anh chị. Thức dây là gì? Monday Monday and Thursday hả? Monday.
Hello, mọi người có nghe không vậy? Thank you. Lần đầu tiên nha. Ông ăn kia.